Welcome to VAD. Xin chào đón quý vị đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng VAD. VAD là nơi trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Dorchester, có rất nhiều chương trình được tổ chức tại đây. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người chưa biết đến trung tâm này. Hôm nay xin mời quý vị cùng Thập Nhi tìm hiểu thêm về trung tâm sinh hoạt cộng đồng của VAD. Thưa quý vị, Thục My đang đứng bên cạnh chú Hòa, người đã làm việc với vị ấy từ thuở lúc ban đầu và có nhiều biết nhiều thông tin về vị ấy. Vậy xin hỏi chú là vị ấy xây dựng từ lúc nào ạ? Việc ấy xây dựng vào năm 2001 và hoàn thành là năm tháng 9 năm 2002. Và tại sao mà chọn là ở địa điểm này ạ? Có một lý do mà nhiều chỗ khác muốn xây dựng mà không được, đó là khi mà cái miếng đất này là một miếng đất mà hoang phế, bỏ trống và nó bị nhiễm, mà nói chung là nó bị contamination, tức là nó nhiễm độc đó, ô nhiễm bởi những cái business ở phía trước đó. Và hơn nữa miếng đất này là một miếng đất mà nó chứa chất tội phạm. Cho nên gì thành phố rất muốn cho bất cứ một cái tổ chức bất vụ lợi nào, nếu mà là tổ chức đó có thể làm cho cái khu vực này sống động để tăng giá trị bất động sản trong vùng, cũng giống như đem lại lợi ích cho những cái cộng đồng xung quanh. Đằng sau mình là có cái tấm bảng đen này, vậy xin chú cho biết là tại sao nó có ở đây và tại sao có những cái tên này ở đây ạ? Thì như các cháu mà cũng đang thấy đó, và quý vị cũng thấy cái tấm bảng này đó, thì trên này nó có là steel, tức là bằng sắt thép, dream, giấc mơ, concrete, tức là bê tông, rồi vậy brick là gạch. Thì nó như là nó ngụ ý đó, thì cái trung tâm này làm bằng giấc mơ, làm bằng gạch, làm bằng thép và làm bằng những vật liệu xây dựng. Thì cái này lấy đâu ra? Phải bắt đầu từ những ước mơ của những người mà muốn mình có riêng một cái cộng đồng, một nhà Việt Nam. Và sau đó làm việc không ngừng nghỉ thì mình cũng phải có đóng góp với nhau. Thì những viên gạch đó là từ những cái đồng tiền nho nhỏ chắc chiêu từ trong cái cộng đồng của mình đóng góp. Đó. Thì những người đóng góp mà từ khoảng $50 cho tới $500 thì đó là những cái viên gạch. Đây là những viên gạch, tên này là những viên gạch đó, là những người đóng từ tối đa tới $500, và những người đóng nhiều hơn thì nó là những cái là thép đó, là bê tông đó. Nhưng mà trước hết á, phải là những người mà không làm việc không ngừng nghỉ để mà đưa cái ước mơ đó, đề đạt cái này với thành phố á, thì đó là những người ước mơ, là những người gồm là những người mà nhân sĩ, là những người senior star, những người lãnh đạo đó, kỳ cựu ở trong cộng đồng, họ ngồi lại với nhau đó, thì những người ta biến cái giấc mơ đó bằng cách là người ta vận động những thành viên trong cộng đồng góp công, góp của, góp sức, để cuối cùng được chính phủ, được những nhà tài trợ họ ủng hộ và mình xây. Thì những tên đó là những tên mà để ghi nhớ những người đã đóng góp công của và cái nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Dạ, xin anh Nam cho biết mục đích của VAD là gì? VAD được thành lập có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam vững mạnh, nhất là cộng đồng mình quanh vùng Boston. Và cái mục đích thứ nhì là góp phần xây dựng một cái khu phố ở Few Corner được phồn thịnh và năng động. Và vì ấy có những chương trình gì ạ? Hiện giờ chúng tôi thường nói rằng nếu mà quý vị tuổi từ 18 tháng cho đến 80 tuổi thì Việt Ad sẽ có một vài cái chương trình nào mà đều có thể đáp ứng được một vài cái nhu cầu của quý vị. Chúng tôi có những cái chương trình, thí dụ như là chương trình mình gọi là mẫu giáo Âu cơ cho các trẻ em Việt Nam từ 18 tháng trở lên, và song song với chương trình
mẫu giáo hữu cơ thì có chương trình sau giờ học cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 8. Rồi đồng thời một cái chương trình chính của Việt Ed là xây dựng những cái ngôi nhà với cái giá vừa phải để cho người sống chung quanh Phil Corner được cư trú với giá phải chăng, hoặc là thuê hoặc là mua. Rồi Việt Ed cũng có cái trung tâm cộng đồng của chúng ta, nơi này là một cái mái nhà của hầu hết các sinh hoạt của người Việt của mình. Ở đây chúng tôi có chương trình Việt ngữ, chương trình võ vô Việt Nam, chương trình cho những người mà thích khiêu vũ, có câu lạc bộ bóng bàn, và cũng có cái chương trình cho những cái người lớn tuổi qua cái sự hợp tác làm việc chung với chương trình người già Kids Club. Và hiện giờ thì là Hội Việt Mỹ VACA cũng sử dụng cái văn phòng tại trung tâm cộng đồng, thành ra VACA cũng có cung cấp những cái chương trình dịch vụ xã hội khác cho mọi người chúng ta. Cảm ơn anh. Và những dự án hiện tại và trong tương lai về có gì ạ? Cái tương lai của mình thì mình hy vọng là mình vẫn tiếp tục đóng góp vào cái việc mà xây dựng cộng đồng mạnh, tốt mạnh hơn. Thì Việt Ed sẽ tiếp tục xây dựng những cái chung cư với cái giá vừa phải cho những người cư trú tại vùng Phil Corner. Và chúng tôi sẽ tìm cách phát triển thêm những chương trình của mình. Và đặc biệt là Việt Ed hy vọng sẽ tổ chức được, sẽ quy tụ mọi người được để xây một cái tượng đài để đánh dấu cái sự hiện diện của người Việt chúng ta tại vùng Phil Corner. Chào chị Trang, xin chị cho biết chị làm gì trong trung tâm Việt ấy ạ? Hiện nay thì chị Trang đang giữ chức vụ gọi là Child Care Assistant Director. Xin chị cho biết những điều kiện ghi danh vào trường chữ trẻ OK. Nhà trường mình thì mình mở cửa cho mọi gia đình, có nghĩa là mọi thành phần về kinh tế, low income hoặc là gia đình high income cũng có thể gửi con vào. Mở cửa cho mọi sắc tộc, con giống như con Việt Nam và không phải con Việt Nam cũng được, con cháu Việt Nam cũng được gửi vào đây. Và những chương trình dạy trẻ như thế nào hả chị? Trường mở cửa quanh năm, nghĩa là từ thứ hai cho đến thứ sáu mỗi tuần, và từ 7 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi. Trường cung cấp thức ăn cho các cháu trong ngày, như là ba bữa, bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn dặm. Trường có dịch vụ chuyên chở cho những gia đình mà có họ đủ điều kiện để mà gửi con mà có dịch vụ chuyên chở, nếu mà họ có thể xin được. Trường nhận phiếu có hai dạng, gửi con vào là có nhiều gia đình họ xin được chương trình phụ trả tiền gửi con thì mình nhận được gọi là voucher, thì trường cũng nhận những phiếu đó. Còn ngoài ra thì trường cũng nhận những phiếu gọi là tư nhân, có nghĩa là mình trả thẳng lệ phí cho nhà trường. Các bạn, Tết đến rồi nha. Tết đến rồi, vui thật là vui. Chiều nay con yêu mẹ làm mỗi ngày yêu hơn. Mẹ là hơi thở của con, là dòng sự ngọt khi con thơ ngây. Chẳng chiều khi khuya khi đến, tình con yêu mẹ không phải bao giờ. Kính thưa quý vị, đây là cô Jessica, cô là cô quay sóc chương trình của Youth Việt ấy. So chúng tôi muốn interview cô một chút. How does the after school program organize? Sure. So we have about 70 or 75 kids who are here every day after school, and they are split up into classes, and they mostly work on homework help and academic skills, but also when they're done with that or on Fridays, they do a variety of fun activities like go to the pool, go to the gym,
do extra reading or games, jewelry making, arts and crafts, all sorts of things. So how many students are there in the program? So we serve in any year, we serve more than 100, I'd say probably more like 120 or so. But we have about 70 or 75 here on one day for after school. And students from what school can participate? So we limit it to kids in Boston Public Schools. So our kids go to probably a couple dozen different schools, but the schools we draw the most students from are probably the Mather, the Holland, and the Murphy. Chào chị biết em tên là gì? Em tên là Đỗ Mai. Đỗ Mai hả? Yeah. Thì Đỗ Mai học ở chương trình này bao lâu rồi? Chỉ học mấy tháng thôi à. Em có thích không? Yeah, chút. Em vô chương trình này em thường làm cái gì? Em làm homework trước rồi thầy cho giờ để nghỉ giả lao rồi rồi em làm activity. Em làm activity. Activity nào? Giống như thứ hai thì đọc sách, thứ ba đi tới gym, thứ tư thì Richmond, rồi thứ năm là boys group, boys and girl group, strong man, strong woman, rồi thứ sáu là activity time. So hôm nay là thứ sáu, em sẽ đi học nấu ăn, làm kem. So hi, can you tell me what's your name? Amy. So Amy, what are you doing this program? What is the program? The after school program. I do my homework. You do your homework? What school are you coming from? Holland. What are you doing today for the activity? I'm doing clubs. Like, can you say more? Cooking. Tian and Laura. Chào em, xin em cho chị biết em tên là gì và em làm gì trong Việt Aid? Dạ, em đang volunteer ở Việt Aid. Em làm những cái công việc là những cái giấy tờ thì mình sẽ kiểm tra lại những giấy tờ coi như là nó có những giấy tờ như là những cái kế hoạch của cái Việt Aid để giúp cho cộng đồng của mình sẽ được tốt hơn. Tại sao em chọn Việt Aid là nơi để volunteer? Tại vì Việt Aid thì nó sẽ giúp những cộng đồng đa số mình là cộng đồng người Việt sẽ sống trong Rochester, thì Việt Aid là trung tâm giúp cho những người Việt mới qua đây, cũng như là những trẻ mới qua đây học tiếng Anh và như là giúp rất nhiều vào những gì của mình. Xin Danny cho biết là hiện tại Danny đang làm cái gì ạ? Danny bây giờ đang học sinh tại Brandeis University học Economics and International Global Studies. Thứ năm thứ sáu em làm ở Việt Aid. Và thường thường nhiều gia đình lại Việt Aid không có hiểu giấy tờ gì đó đó. Và Danny lại, Danny giống như có thể thông dịch gì đó. Tại vì Danny làm ở đây tại vì mẹ Danny cũng từ Thụy Điển qua không biết nhiều tiếng Anh gì đó. Bởi vì Danny biết cái quan trọng của giúp gia đình. Tại vì từ hồi nhỏ em đã giống như giúp cha mẹ của em. Và bởi vì em mới đi làm ở đây. Dạ thưa quý vị, mình vừa đi một vòng quanh của Việt Aid và cũng mong rằng là những cái thông tin này giúp quý vị hiểu thêm về Việt Aid và cũng mong hẹn gặp quý vị tại trung tâm này một ngày rất là gần đây. Cảm ơn quý vị.